Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cai Lậy. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn hai loại thanh trà đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Đặc biệt vào mùa hôm nay thì cái thanh trà được bày bán khá nhiều dọc đường đi qua cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long đó các bạn. Và đầu tiên đó chính là thanh trà chua. Thanh trà chua thì cái trái nó tròn, có xu hướng tròn và màu vàng đậm hơn như thế này. Còn thanh trà ngọt này các bạn, mình đã mua được vài ký như thế này và mình muốn thưởng thức xem cái vị nó như thế nào mà được bà con sưu tầm. Nhưng riêng mình thì mình vẫn thích thanh trà chua hơn ha. Bây giờ mình đi vào thanh trà ngọt nè. Thì cái trái và hình thái bên ngoài thì nó xu hướng nó dài hơn, nó không có tròn như thanh trà chua ha. Và cái vỏ nè, cái vỏ nó có màu vàng nhạt, nó không có đậm như thanh trà chua nữa. Và khi thưởng thức á, mình sẽ thưởng thức xem và mình sẽ nói lên cho các bạn biết ha. Khi mình cắn vào thì cảm giác được có một vị ngọt. Vị ngọt không gắt ha. Và nó thoang thoảng mùi xoài chín ha, rất là ngon. Thì khi mình bổ ra thì các bạn thấy đây, cái phần thịt và phần vỏ thì nó cũng tương xứng, nó không có cái nào hơn cái nào ha. Với những ưu điểm như thế nhưng mà mình vẫn thích nó là thanh trà chua hơn đó các bạn. Vì cái vị chua chua ngọt ngọt ha, nó đang xen vào nhau và nó thoang thoảng mùi xoài chín nữa, rất là tuyệt vời. Đặc biệt đối với những cái trái thanh trà chua như thế này, chúng ta có thể làm siro nè, làm mứt. Bên cạnh đó chúng ta có thể nấu canh chua nữa, rất là nhiều ưu điểm đúng không ạ? Nếu bà con nào có nhu cầu muốn sở hữu cái cây thanh trà chua thì liên hệ bên mình ha. Và cái cây giống bên mình cung cấp là được nhân giống bằng phương pháp chiết nhánh ha, rất là nhanh cho trái và chiều cao là nó dao động khoảng 50 đến 60 cm. Cây như hình như thế này, lá xì xanh mướt, xanh bóng đậm luôn đó các bạn. Đặc biệt đối với cây thanh trà thì chúng ta trồng là khoảng 3 năm 3 năm rưỡi là có thể có trái ha, và nó cho trái theo mùa. Cho nên bà con, có nhiều bà con thắc mắc là trồng được 3 năm rồi mà nó vẫn chưa có trái, thực tế là vẫn chưa tới mùa của nó ha. Rồi nếu bà con nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.